nó muốn quánh nhỏ này nè, nó nói bữa nào nó lại vẽ cổ rồi. Bắt đầu từ đây chú sẽ đi ngân hàng khóa lại số tiền này, khóa lại, con đồng ý nha. Tại số tiền này của con, nó không của ai để quyền quyết định, kể cả ngoại cũng không có được quyền nói. Cùng quý khán giả, hôm nay thì trên đường đi quay về thì sẵn tiện thì ghé đây cập nhật. Hôm trước thì bạn có nhà bé Thư cũng như là nạp tiền vô tài khoản. Cái bữa sau mà có anh Mạnh Thường Quân, đó là anh Đức và một anh trai nữa, anh Tiên đi có gửi tiền đó, thì bạn có tới đây trao rồi, và hôm nay thì bạn tới đây kiểm tra một lần nữa, cũng như là thay lời yêu cầu của bí Mạnh Thường Quân, cũng như là gửi số tiền này để mà cho bé học nghề, thì bạn tới đây để mà kiểm chứng những thầu. Tại vì số tiền này là phải cho đúng mục đích, không phải là để mà chi tiêu hàng tháng. Tại vì hàng tháng thì cô thì bà ngoại thì cũng có mấy đứa con rồi, thì ăn thì không có bao nhiêu đâu, gạo thì cũng có rồi. Tại vì số tiền là để cho Thư để học nghề sau này, cái tương lai của bé. Tại rất là nhiều cô chú anh chị cũng như là quan tâm thấy cuộc sống của bé Thư, rất là lo về tương lai cũng như là học nghề. Hiện tại thì cũng muốn đi, nhưng mà vì vấn đề không có đi được, chú chị bạn cũng là sắp xếp dữ lắm nhưng chưa có được, để bạn hỏi như thế nào là bạn tâm sự cùng ngoại. Thì để chào con nha, con chào ông bà. Dạ con chào ông bà của chú. Chào Khang. Chào ông bà của chú. Rồi bây giờ chú không có lại, có nhớ chú không nào? Nhớ dữ không? Dạ nhớ. Rồi xe đạp đâu rồi? Đang nhờ sao rồi? Sao rồi ha, là mưa không lấy ra ha, rồi thi cử sao rồi? Dạ cũng tạm tạm. Cũng tạm tạm ha, gắng lên chút xíu rồi mới bác sĩ được. Gắng lên, cố lên ha. Bữa nay, rồi chú nghe nói là ba con về đây hả? Dạ. Tại bên địa phương có nói chú là có ba con về đi thăm bà ngoại, bà nội con á. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi đi đâu rồi? Đây. Đi vậy hả? Dọn dẹp mấy cái kia rồi đi rồi. À về đây dọn dẹp cắt cái này ha. Dạ đúng. À gỗ cũng làm chó hả? Dạ. Con xu này luôn? Dạ không, cái này con với bác Tư con à. Con với bác Tư hả? Tư mập á hả? Dạ không, cái bác á, bác vợ của bác Tư mập á. À dạ. Dạ này cho bà ngoại ha, bà ngoại quen thuộc với cái máy hiên này ha. Con có thể lấy cái điện thoại con ra, con lấy cái số tài khoản con coi. Con thật ra số tiền đó giữ trù, xài tiền 5-700 thì được, nhưng mà xài hố cái tiền đó là không có được. Nghề bên ấy chú đã hỏi rồi, là tới hai mấy triệu lận. Dạ. Đợt trước là con gửi 4 triệu, đợt sau chú đưa cho con 16 triệu, chú kêu con đưa cho ngoại 1 triệu, đưa con giữ lại 1 triệu là 14, 14 cộng với 4 là 18. 18 mà... Trừ phí hả? À? Dạ đúng rồi, bên ngân hàng trừ phí phát hành thẻ 55 ngàn. Ok. Là còn lại 17 triệu 900... 45 ngàn. Dạ đúng rồi. Thì chú chị, thì số tiền của bé Thư, số dư ở đây là 17 triệu 945 ngàn đồng. Thì với số tiền này là số tiền là không phải là để con xài bậy nha, là chắc chắn là con biết rồi, chú nói ra nhiều lần. Thầy cô chú Mạnh Thường Quân thương là thương cái kiểu mà muốn đào tạo cho nghề của con để nó lo tương lai sau này, để sau này con khổ nữa rồi này nọ nữa. Nó không có muốn vậy, đã giúp một lần rồi thì mình cố gắng vươn lên. Rồi để gặp bà ngoại. Chào bà ngoại, cái bà ngoại khỏe không? Cũng đã đỡ hơn lúc trước. Đỡ gì chưa? Đỡ tháng nữa chạy lúc này buồn quá khóc ngoài đó. Buồn vụ gì nữa? Buồn con hả? Vợ chồng nó cãi gãy mình buồn mình khóc gì. Ai cãi đó, cái Tư đó rồi cứ nó nói này nó kia, rồi vợ nó hỏi bà, cái bà trả lời cái nhỏ kia, nó tính lời bánh nhỏ này nói bé Thư có tiền mà bỏ cho ngoại đói 8-9 giờ chưa có chăm sữa cho ngoại uống nữa. Cái thằng đó nó, thằng cậu nó nói vậy, không phải cậu đâu, là chồng của nhỏ thứ Tư đó, nói với nhỏ thứ Tư nó muốn quánh nhỏ này nè, nó nói bữa nào nó lại bẻ cổ rồi cho ngoại nhịn đói. Rồi nhỏ này nó nói nó đâu có tiền, đâu có tiền nó gửi cho khoản hết rồi, rồi hàng ngày nó ăn nhờ ngoại đó. Đó là nhịn gì bây giờ, gạo có mà nhịn đói gì nữa.
cũng như sữa không có, không có gì sáng, không có gì ăn gì đó, không có gì ăn sáng vậy, không tiền ăn sáng đó. Rồi hồi xưa bây giờ, hồi lúc từ xưa tới giờ chưa có ai giúp đó, rồi rồi tiền đâu mà ăn sáng rồi uống sữa? Đâu, ăn sáng uống sữa, người này đứa này nó gửi 200 đứa kia 100 gì đó, rồi để tiền nó uống sữa, rồi cái tiền mà cơm nước gì đó là coi gì mà ít đồ với xã đồ người ta gửi cho gửi cái gì đó. Hồi xưa giờ cũng khó khăn hơn bây giờ mà, tại sao mà bây giờ không lẽ họ thấy số tiền của bé Thư này họ muốn kêu bé Thư lấy cái số tiền đó để nuôi ngoại hay sao? Chắc vậy quá, cái này tôi nghĩ vậy mà không biết nó có vậy là không. Nó nói bé Thư có tiền cho nhà ngoại nhịn đói, rồi ông chăm sữa chăm gì cho ngoại uống 8-9 giường ngoại chưa có cái gì vậy đó. Nó đi nói với vợ nó, vợ nó la nhỏ này. Con phân tích cho ngoại nghe nè, từ xưa tới giờ thì không có ai giúp, là ngoại vẫn sống thảnh thơi đàng hoàng, thấy không? Còn những người con của ngoại á, thấy số tiền của Thanh Thư như vậy á, là muốn sử dụng số tiền đó là không được. Tại vì á, Mạnh Thư Vân đã giúp sửa nhà xong rồi, là các con của ngoại là đỡ lo rất là nhiều. Đúng chính xác không? Dạ, cái gì cũng có, xe lăn cũng có, nói chung là cái gì cũng có, cái tiền cũng có. À, rồi, tại sao mà muốn nhìn thấy cái số tiền này là sao? Bé Thư nó không phải là cái trách nhiệm nó để mà nuôi ngoại. Nó chăm sóc như vậy là quá tốt rồi. Người nuôi là con của ngoại chứ không phải là bé Thư. Nó nói bé Thư mày không mua gì cho ngoại ăn, ngoại uống gì, sáng không có gì, 8-9 giờ sữa cũng chưa có. Rồi còn vậy mày bỏ cho ngoại nhịn đói hay sao? Rồi mày có tiền chút đỉnh tại sao mày không mua? Bé Thư nó nói nó không có tiền, tiền nó gửi tài khoản hết rồi, chứ không có gì đâu gửi hết trơn rồi. Rồi hàng ngày nó cũng ăn nhờ ngoại thôi. Chú bác là cho chút đỉnh rồi đem lại ngoại ăn đâu có hết đâu. Cũng như co mà tôi ăn với thằng Khang đồ ăn không à, bà ăn chút đỉnh là bà uống sữa không à. Rồi nó nói thằng đó nó nói với vợ nó nói bé Thư mày nói không có la gì vậy, đây là có cơ quan chức năng hết. Nói chung là từ xưa tới giờ không biết anh chị đó có giúp ngoại cái gì thì con không biết. Còn cái vấn đề này, số tiền này là Mạnh Thường Vân giúp cho bé Thư riêng và gia đình của ngoại đã sửa nhà xong xuôi hết trơn rồi. Còn cái phần về sau là họ vẫn cho ngoại hàng tháng 200 nói chuyện của họ, họ phải tiếp tục, ngoại còn sống thì họ lo chứ. Chúng họ cứ dồn dập tới giờ số tiền 19 triệu này ăn khoảng 1 tháng, 2 tháng là hết rồi, rồi ai lo sau này? Cái đó đó, cái số tiền đó là nó biết rồi, 19 triệu mà cái bó hổ nghe nó cho bé Thư là 9 triệu nè. Nó nói là không mua gì cho ngoại ăn, cái số 9 triệu mà Nguyễn Thần Vân chú đó cho mày, tại sao mày ôm mày không mua cái gì cho bà ăn chứ, nói gì đó. Cái số tiền 9 triệu đó là trả thêm phát sinh ra 1 triệu rồi bé Thư mua phần kiến giúp phần đòi trong nhà. Cái gì trong nhà hết rồi. Mà còn lại là còn lại là như 4 triệu là bé Thư nó dồn vô cái thẻ rồi. Chứ nó không có dám một cải cả, con kêu nó ra tiệm nó sức thuốc mua thuốc nó còn không đi, nó mà nó sợ tốn tiền. Mà những người đó họ không có quyền để mà đòi hỏi cái vấn đề này. Còn cái phần mà nuôi ngoại hay là lo cho ngoại, nếu họ là có trách nhiệm của người con là họ chăm sóc ngoại, họ phải biết cảm ơn bé Thư. Nếu này con nói thí dụ ngoại, nếu một ngày nào đó bé Thư mà nó giận buồn nó bỏ nhà ra đi rồi ai làm gì đó được? Cái trách nhiệm đó đâu phải là nuôi ngoại. Ngoại phải suy nghĩ thông cảm cho bé. Đúng ra nè, họ phải giữ ngoại trong ban ngày ban đêm, Thư nó về nó ngủ ban ngày cho Thư đi học nghề mới đúng là cái người cô chú có tâm lý để giúp cho cháu mình để có cái cuộc sống sau này. Chứ họ cứ dồn dập giao cho bé Thư do lo như vậy, cũng như ép buộc không có cho đi học nghề là sao? Không biết, nó nói chưa đúng tuổi đi làm thì nuôi mà giữ bà ngoại đi, sao sắp bà ngoại đi, chừng nào đúng tuổi hay tính nữa. Nó nói vậy đó, mới 14, 15 là đi cái gì? Nó nói vậy đó. Tại vì họ không có tư duy với ngoại, không phải là chê la ảnh. Người đó không có tư duy học nghề là tới học từ tuổi này. Người xong 18, 19 tuổi là người ta ra nghề, người ta đã làm được rồi. Không lẽ tới 20 tuổi hay là 20 mấy tuổi mới đi học, học cái chừng nào mới ra? Cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, mình phải nắm bắt cơ hội. Tới chừng đó cái hết cái số tiền này rồi không có đi học được, ai giúp nữa? Nếu mà cho nó đi làm nghề đi, nhưng mà bà ngoại ở với ai rồi có một mình à, người Minh Khang nó cũng đi học nữa. Cũng như bà ngoại ở mình một mình vậy đó, một ngày bà ngoại không dám đâu.
có khi mệt dữ lắm, có khi vừa vừa vậy đó, không làm gì thì đỡ làm gì, chút đỉnh là bị đó, bây giờ đỡ thiệt, nhưng mà không có làm gì được đâu. À, bây giờ đó con mới nhấn mạnh cho ngoại hiểu là những cái người mà nói bé Thư là không sử dụng số tiền đó để mà mua đồ ăn cho ngoại là họ sai hoàn toàn, tại vì từ xưa tới giờ không có số tiền đó, ngoại vẫn ăn sống bình thường mà. Họ tự nhiên họ dồn trách nhiệm cho bé Thư là sao? Thư nó làm cái gì? Nó là một đứa cháu, nó không có làm gì do tiền. Cứ coi cứ xem số tiền trong thẻ đó là không có đi. Thế là mình đừng có nhớ vấn đề đó. Cái đề đó là Mạnh Thường Quân tặng riêng cho bé, để cho bé phòng thân, lỡ đó sau này nó bất chấp chuyện gì, bé còn có tiền để trang trải hay là đi tự học nghề rồi ở trong một spa nào đó, bé ăn ngủ đó luôn, học nghề sau này bé ra nghề. Rồi thí dụ hết tiền này đi, ai là người bỏ tiền ra để nuôi bé, để mà cho bé đi học nghề? Phải thử suy nghĩ 5 phút về vấn đề này thôi. Đâu à, mấy đứa nó nói cho 9 triệu mày đi làm gì? Mày ôm hả? Mày cho ngoại nhịn đói. Tại sao ngoại không nói? Ôi, nói trời ơi, tiền đó hả? Là gửi ra hết 4 triệu rồi. Gần cái 4 triệu kia nó đi mua không biết cái gì trang trở trong nhà thêm nữa. Không thôi, nó không có đủ thứ rồi, không mua làm sao? Thì nó nói rồi, cái nào nhín thì nhín lại chút đi, cứ mua hoài hoài rồi có gì ăn, mày cho ngoại nhịn đói hả? Nó nói vậy. Rồi mình trả lại cho họ biết, nếu mà không có số tiền đó rồi như thế nào? Biết sao mà nói đâu bây giờ. Bây giờ cái số tiền này nếu họ không vậy, con sẽ đi ngân hàng con khóa cái tài khoản này lại, là kể cả bé Thư cũng không rút được luôn, là khóa tài khoản này lại, khi nào bé Thư đủ 18 tuổi hay là gì đó là sẽ cho mở lại mới giao cái này cho, chứ con không có cho nữa. Nếu mà họ còn phân vân gì nữa, con sẽ liên hệ với bên trực tiếp bên ấp ha, con sẽ đi qua bên trưởng ăn ấp nè để nói chuyện về vấn đề này cho rõ, để không có thể xảy ra những cái câu chuyện mà bị vấn đề liên quan tới tiền bạc, và số tiền này sẽ giữ lại trong ngân hàng, không cho đụng tới nữa, không một ai dòm ngó tới số tiền này. Bà đi mà làm gì thì tội nghiệp cho nó kìa. Đâu có liên quan gì đâu ngoại, đâu có liên quan gì. Nó ngoại xem cho sao này nó muốn cái gì người nó tiền bạc đâu mà nó đi làm. Đi, ta con nói với ngoại hiểu là khi nào bé Thư nó đi học nghề thì mới cho mở tài khoản nó ra. Còn hiện tại bây giờ để trong vậy á, rồi có một thế lực nào đó ép nó đi rút tiền ra sao được? Đã con dặn từ xưa tới giờ rồi. Nó không dám đâu, nó không dám đâu. Bà nói vùi vậy, nó không dám đâu. Tuy rằng không rút ép nhưng họ cứ đặt cái vấn đề là tại sao có tiền không lấy ra để mà nuôi mua đồ ăn. Họ cứ đặt cái vấn đề đó xảy ra hoài. Nó thấy chú Bảnh cho nó bỏ ngay nó như 9 triệu cho bé Thư gì đó. Đó, nó hỏi cái tiền đó tôi rồi, nó gửi rồi, rồi nín rồi, nó đâu có nói gì đâu. Bây giờ nó nếu mà, bây giờ ngoài có thể điện thoại cho anh đó tại đây gặp không? Rồi con sẽ mời chú Bảnh. Nó không ở nhà đâu. Con nói thiệt nha, con á, làm việc thì con rất là khó. Số tiền của Mạnh Thường Quân không phải là tiền đơn giản, bởi vậy con không muốn nhận nhiều là như lý do này. Càng có tiền nhiều là xa càng có chuyện để xảy ra. Cứ ăn không rồi rồi, cứ chờ xung rụng, chờ cái tiền đó sao được. Không đâu, nó hết giá rồi, nó không có nói nữa đâu, nó nín thinh hả? Giờ vợ vợ chồng gì đâu có ai nói gì đâu. Nó nghe nói số tiền này để cho bé Thư, để nè đi học nghề đi gì, nó đâu có nói. Để con nhấn mạnh một lần nữa, số tiền này là không ai được phép sử dụng. Khi nào bé Thư đi học nghề mới được mở tài khoản đó ra, con sẽ đi điện báo ngân hàng để ngắt lại cái phần đó, để giữ lại. Không có giữ lại rồi bé Thư làm sao đi chú? Đâu có sao đâu, tiền đó vẫn ở đó mà. Với hàng mấy mười mấy năm á, bé Thư đâu có ai cho đồng nào đó, nó cũng sống với ngoài bình thường mà. Có gì đâu chết. Bình thường. Ngoài vậy mới họ không có thể mà kiếm chuyện hay là sai khiến đi kiếm cái tiền gì đó. Không có nên. Mình phải khóa cái tài khoản nó lại. Từ mà hôm kia tới giờ nó không có nói gì đâu. Bữa đó chú điện lại bé Thư đó, nói Thư ơi, ai mà muốn cái gì á là cho chú bà Bảnh hay, muốn mượn muốn gì á là nói với chú Bảnh, chứ con đừng có cho bậy gì gì đó. Chuyện vô ở đây nó cũng nghe hết rồi, nó không có dám đâu. Nó không một hai nó không dám. Cái số tiền này cho bé Thư là riêng, tầng riêng của bé Thư, nó đâu có dám. Bây giờ nói đi nói lại cũng vậy, em giờ cũng quyết định rồi như vậy đó, thì số tiền này không ai được quyền. Mình xem như là nào giờ chưa có đồng tiền này. Bây giờ nói về vấn đề bé Thư đi, thì chú nói luôn cái số tiền này là gọi như là con không, coi như không có đi, khóa tài khoản lại, đưa hàng khóa tài khoản lại, không ai được phép và được quyền sử dụng gì hết.
mấy ngày nay thì Bảnh đã nghe cái thông thanh rồi. Nói chung là số tiền á, hôm trước thì dư á, là cái thằng giao nhà là dư lại còn 8-9 triệu gì đó, Bảnh cũng không nhớ rõ. Thì bé Thư có trích ra 1 triệu trả thêm cái phần kiến cho chú ba, kiến mà nó mua bên ngoài có hỗ trợ thêm. Rồi còn lại bé Thư còn mua đồ thêm là nồi cơm điện hư nè, rồi đâu ai biết, cũng phải đi mua quạt gió, phải đi mua thêm một cái để cho ngoài đó. Bé Thư cũng phải đi mua trích ra hơn 1 triệu bạc để đi mua đồ. Tại sao những người đó họ không có thấy cái vấn đề đó, họ muốn cứ nhớ cái số tiền nó còn bao nhiêu, họ muốn tranh luận về vấn đề đó làm cái gì? Chú biết mấy ngày qua con rất là khó chịu, con bị áp bức áp lực tại chú chưa có nói, và chú sẽ thông báo với bên anh chị địa phương ở đây sẽ nghiêm ngặt cái vấn đề này. Họ làm cái gì đó, hay là họ muốn về đây họ làm gì, phải nói nãy muốn được tới đây mà la gầy hay là gì đó nãy đó, phải nói đó, thì không có chuyện này xảy ra. Mình có điện thoại rồi, mình có liên hệ với bên chính quyền địa phương, không ai được tác động vật lý gì hết tại đây. Chú nói thiệt nha, con có nói với cậu Út không ạ? Dạ không. Cậu Út nói sao? Cậu Út con nói là mấy chuyện này là Mạnh Thường Quân cho con thì con giữ đi, Út không có quan tâm. Tại vì cái đó là tiền của Mạnh Thường Quân tặng cho con. Người ta phải biết lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, những người con của cô phải biết cả lời cảm ơn. Tại vì người ta giúp cho mẹ của mình là cô nè, là ngoại nè, là như vậy rồi là họ mừng không hết, họ hỏi phần lo phần nào. Còn hàng tháng hồi xưa giờ á, là họ dám giúp thì họ giúp đi, cái chuyện bình thường mình xem như không có. Tại sao mà làm gây áp lực cho anh Thư làm gì? Bây giờ đưa cái phim này lên là tất cả cộng đồng người ta sẽ nói nè, những người con không giúp được gì mà làm cái gì sao được. Không phải là hết toàn bộ, chỉ có một người hay là hai người thôi, còn những người kia là rất là bình thường chúng chị. Chẳng qua chẳng hạn như là người ba của bé Thang thì hôm qua thì đó nghe bữa chứ nhỉ, nghe nói ảnh là tranh thủ thời gian để xuống đây, cũng như là ảnh dọn cái gì đó và che lại cái máy cho bà ngoại bên hông nữa, tặng với bà phải không? Ba con thì về đây rồi đâu có nói gì hết con. Thì con nói rồi, số tiền này con bắt buộc là phải khóa tài khoản lại ha, khóa tài khoản lại là bé Thư không rút được lương sẵn. Bữa nay là Bảnh sẽ nói luôn với chú chị, Bảnh nói với chú chị cùng biết khán giả, chẳng hạn như là người cô hay người chú gì đó ở bên ngoài đó, là số tài khoản này sẽ khóa lại. Khi nào bé Thư muốn đi học kỳ là đi thì Bảnh cũng đi luôn. Bảnh đi, Bảnh mở tài khoản ra rồi Bảnh sẽ đưa bé Thư đi đăng ký rồi nạp học phí, là lấy số tiền đó đóng học phí cho học luôn, chứ không để tự tay mà để một thời gian dài thì ta nói là cháy nhà thấy mấy loài mặt chuột ra đó chú chị. Nói chung là vậy, số tiền đồng tiền đó, nó làm mờ con mắt cái con người, bởi vì làm ảnh hưởng cái đời sống. Tại sao bà ngoại nó hôm trước thì quay nhà ngoại đó ok khỏe rồi, có nhà cửa ấm cúng cũng như là đẹp rồi, ngày hôm nay thì ngoại hỏi lại, ngoại nói khóc mấy bữa rồi vì lý do số tiền trong thẻ của Thanh Thư 10 mấy triệu là chỉ có một hội gia đình thôi, họ tới đây họ nói này nói kia đúng không? Người ta không có tới chứ, người ta điện số điện thoại. Điện hả? Nói chung là con nói sao, con không nói là có gì muốn liên hệ cho chú xin số điện thoại của chú nè. Dạ thì con cũng có nói rồi, người ta không có quan tâm tới, ta nói là chú là người ngoài, ta không có quan tâm. Người ngoài không có quan tâm, chỉ là chú vô đây chú giúp đỡ. Số tiền đó chú đã nói rồi. Con không biết là sao nữa, nhưng mà nói chung là người ta thắc mắc, người ta không có đòi hỏi là con phải sao sao, nhưng mà người ta thắc mắc là con lấy đi đâu ra sao ra sao. Nói chung là họ còn nông cạn quá, họ chưa có suy nghĩ, họ chưa có đủ tư duy để mà suy nghĩ cái vấn đề số tiền đó. Mạnh Thường Quân đã dặn chú là để cho con, không ai được phép để mà sức nẻ cái mút số tiền đó. Khi nào con cần như việc cá nhân của con cái gì đó, ok 500 một triệu chú đồng ý, nhưng mà phải có một giai đoạn nào thôi, không phải gì mình mua hoài đã đủ rồi, không có thiếu gì nữa trong ngoài đúng không ngoại? Đâu có thiếu gì nữa, bây giờ gạo thì ăn thì quá trời còn gạo rồi, đầu ăn có nhiêu đâu, bây giờ ngoại ăn nhiêu, giờ mua thịt kho giờ một ngày 20 ngàn đi, một ngày 20 ngàn hay 30 ngàn, một mình ngoại là ăn vào 2 buổi rồi. Rồi có các bé này nó rất là tự nhiên, nó ăn đơn giản, nó vẫn sống bình thường. Hồi xưa giờ khó khăn đi về mà không có cái gì đi bể ra muốn lại về luôn không được. Thì đó, sáng kìa bẻ ra muốn một tơ dĩa kìa. Bởi vì con ăn trao cái Bảnh cho mua cho hồi lúc trước còn nửa chai keo gì đó đổ ra chấm. Con nói thiệt cái bé mà nè, lấy tiền cho nó đi mua đồ ăn, nó không đi thì bà giận bà khóc đó. Con nói tới ngoại nghe nè, là căn bệnh của ngoại á, nếu mà người con nào ở gần đây á là họ chở ngoại đi chăm cứu hàng ngày, ngoại sẽ đi được.
chứ ngoại không có phải là tê liệt bò như vậy đâu. Con thấy ngoại là chưa có đến đổi, nói chung còn rất là nhẹ. Con thấy ngoại đi được 2-3 bước bình thường đó. Con có thấy chính xác không? Chính xác luôn. Đi 2-3 bước nắm này nắm kia vậy đó. Không thôi là sợ té là bò. Đúng đó. Đúng. Tại vì ngoại hơi yếu. Sao nói vậy? Đúng mà, trong này phải có một người con mà hay cái sự quan tâm gì đó, họ có phương tiện mà họ có xe. Thì buổi sáng chở ngoại đi chăm cứu đi. Ở đây có chăm cứu miễn phí nè, ngoài này nè. Đúng chính xác không? Đúng chính xác luôn. Con đã nhìn cái điểm vị trí ở xã sẽ làm miễn phí chăm cứu cho, là ngoại vẫn đi được. Nhiều khi nó tích tụ cái gì đó ở trong này nó đau nhất. Nó đau nhất chỗ đầu gối này. Tại nhiều khi ngoại thì không có hoạt động. Con thấy là vẫn còn bình thường. Tay chân ngoại vẫn dở là bình thường, nó đâu có bị liệt đâu. Nhưng mà nó nhức. Thì nó bị nhức thôi. Cái này nếu mà người con nào họ quan tâm á, ba đứa con Khang á, ở xa thì con không nói đi, ở Bình Dương rồi tranh thủ là về đây ta thăm ta sửa lại cái này, là con rất là khen gọi ảnh. Còn những người ở gần đây nếu họ có tư duy, nếu mà họ quan tâm á, họ đem ngoại đi chăm cứu đi. Con bảo đảm với ngoại trong vòng 3 tháng ngoại đi bình thường là nó đỡ hơn, là không có gì khó khăn hết, là tới đó là bé Thư có thể đi học nghề được luôn, không có ai rảnh luôn á. Nó có nghề nghiệp nó đi làm nó bỏ không được, đi làm hải sản nghỉ một ngày là ăn trứng vịt rồi, trứng vịt 1 triệu bạc đó. Nó nói vậy đó, vì làm sao trong gia đình thiếu thốn không rồi, ai dư giải gì hết trơn rồi. Con hiểu rồi, để ngoại bệnh vậy vào khóc tối ngày họ chờ làm gì, để lại coi thôi gì ạ. Nếu mà thật sự muốn giúp ngoại á, không giúp gì được, không giúp tiền bạc thì giúp cái vụ chăm cứu đi, người ta đâu có lấy tiền. Không có rảnh, nó sáng sớm nó đau ôm nó chở một lục chở gì nó đi rồi đó. Đâu có ai ở gần đi, miễn chồng của nhỏ thứ tư đó thôi à. Chồng ngoài ra người ta ở xa lắm, ở Bình Dương ở gì không à, chăm sóc đồn không à, chứ không có ai ở gần đi. Thì nhờ một anh đó, thì con đang nói là anh đó. Tính à, Phúc. Thì Phúc nó đi chở một lục không à. Ôi, thằng không Tính lẽ chạy từ sáng tới chiều luôn, ngoài không có thời gian nghỉ à? Nghỉ là cũng không dám nói. Con biết sáng là chở ngoài đi để đó chăm cứu khoảng 1 tiếng hay nửa tiếng là xong rồi, anh chở về là xong rồi, đâu có tốn thời gian, là trong thời gian là anh để ngoài đó rồi là đi rồi. Nhưng mà đâu có ai cho, không ai bao giờ được. Là phải tính tiền xe ôm hay sao? Thì sao trả đi từ đây ra đó bao nhiêu đó, cho anh 20 ngàn hả? 30 ngàn à? Nó đâu có lấy đâu. Nói chung cũng khổ quá, nói chung là con của ngoại con rất là khó xử, tại vì con không phải là người trong nhà. Bởi vì cái người chú đó, người anh đó nói là con là người ngoài và không có nói thêm, để giờ bảnh thì rất là khó tánh. Nói chung làm việc thì mới đâu đó rõ ràng. Thì tại đây sắp tới nè, bây giờ số tiền này là bắt đầu từ đây chú sẽ đi ngân hàng khóa lại số tiền này, khóa lại, con đồng ý nha. Tại số tiền này của con, nó không của ai để người quyết định, kể cả ngoại cũng không có được quyền nói. Bình thường là ngoại có nói về đâu hồi nãy đó chưa? Dạ. Bình thường thì ngoại vẫn sống bình thường đúng không? Chết rồi. Lúc sống trong căn nhà rách nát thì ngoại không sống thảnh thơi dễ, chỉ là dột nhà thôi. Dột gà. Bây giờ phát sinh ra số tiền đấy làm xào xáo lên chi vậy? Đó hàng đó tại nó bị nó vậy đó. Con đã liên hệ với bên ấy rồi. Con nghe được cái thông tin này là con lại cũng đã liên hệ bên chính quyền địa phương ở đây rồi. Nếu mà có cái sự gia chạm tác động vật lý ở đây á, là cái người đó là cho lên trình được công an luôn á. Con nói thiệt nha, con nói bằng mẫu hại. Bây giờ con cũng vậy, con cứ yên tâm, chú biết con rất là sợ mấy bữa nay, tại vì họ cũng làm khó con, ép buộc con, chú không có thích cái điều đó. Mình phải xem cái đồng tiền này là cũng như là không có đồng tiền mà tao muốn giúp cho rồi, là đồ đạc trong nhà, nhà cửa sửa sạn ok hết, là không gian riêng hết rồi, số tiền đó là để trang trải. Nó cũng khóc mới nghỉ để học nghề thôi, mới khóc xong đó hả? Ừ. Nó mới nghỉ. Chú biết con là ấm ức mà hôm nay là chú mới tới đây á, bởi vì khó xử, để chút xíu nữa chú sẽ điện cho trực tiếp bên một chị gái để mà sắp xếp cái vấn đề này. Rồi thì bây giờ thì chú đã đến đây chú giải quyết vấn đề này, con thấy sao, được chưa, hợp lý chưa? Dạ. Hợp lý chưa? Dạ, chính xác chưa? Dạ. Đặng đi khóa cái tài khoản lại đó. Dạ, con đồng ý. Tài khoản khóa lại nhưng mà con vẫn kiểm tra được. Tại vì khóa lại thôi là không cho người nào rút hết, và kể cả bé Thư luôn. Nhưng mà cái app á, thì vẫn kiểm tra được cái số dư đó, báo cáo và điện lên người ta báo cáo cho số dư con vẫn còn. Không có mất 1 ngàn nào hết. Số tiền của con là 19 triệu 045 ngàn gì đó. 17. Số tiền con là 17 triệu
900 45.000 thì vẫn giữ nguyên, con ghi lại cái số đó, sau này con muốn rút là vẫn nguyên số tiền đó, không có vấn đề gì hết. Thì kính thưa tất cả các chú chị quý khán giả, hôm nay thì Bảnh cũng khá là bức xúc, cũng như là nghe cái thông tin này Bảnh chạy lại tới đây liền, bỏ thời gian rất nhiều, còn nhiều rất là trường hợp Bảnh đang giúp đỡ mà hơn là cái số tiền nhận vừa đủ thôi cho hoàn cảnh thôi, mà còn xảy ra những cái câu chuyện như thế này, bởi vì Bảnh không mong muốn sau này chỉ hoàn cảnh nào đó chỉ đủ thôi. Bởi vì có hôm trước thì có một khán giả nói nếu mà cho một kênh khác để quay á, nhận có thể 300 triệu tới đó, thì 300 triệu đó về đây rồi á, sau này có cái chuyện gì ai biết được. Nhưng mà thật chất có kênh nào lại đây quay đâu, chứ Bảnh đâu có cản trở ai đâu, xưa giờ đâu có ai lại quay, đúng không ạ? Đó, có duyên người ta, duyên phước của Thư á, là nó tới đây, là nó tới đây thôi. Thật chất Bảnh nói ngưng, mà thật chất là đâu ai gửi là ngưng là phải rồi. Hoàn cảnh của bé Thư thì thủ duyên là tới đây thôi. Bảnh thường vẫn thương, là thương bé Thư, nó có hiếu cùng với bé Khang luôn. Chứ thật chất bà ngoại thì vẫn còn có con, chứ không phải là không còn ai. Kính mong tất cả các chú chị phải hiểu sâu dùm Bảnh. Giờ thì cảm ơn cả nhà mình luôn luôn theo dõi kênh Bảnh, và nếu các chú chị thấy như thế nào cứ để lại một bình luận cho Bảnh. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.